Xin chào các bạn, và hôm nay Việt Sang sẽ đập hộp cái Yamaha SX600 này cho chú An ở Quảng Ninh ha. Và Sang sẽ tặng cho chú An những món quà đi kèm gồm món quà đặc biệt giáo trình học đàn cấp tốc của Việt Sang. Tiếp theo món quà đặc biệt thứ hai đó là USB và Samler V18 dành cho Yamaha SX600. Rồi, những món quà khác đi kèm gồm micro, chân đàn đôi và bao da 5 lớp. Bao da 5 lớp nha mọi người. Rồi, bây giờ Sang sẽ mở hộp ra để cùng mọi người xem cái SX600 này nó hay như thế nào nha. Ra thôi. Quá đã luôn mọi người ơi. Rồi, bên trong cái đây là gồm nguồn nha mọi người. Giá sách. Bây giờ Sang sẽ đây là phiếu bảo hành. Đây, phiếu bảo hành cái đàn này sẽ là 1131 ha. Ok, bảo hành 2 năm toàn quốc ha. Rồi bây giờ Sang sẽ lấy đàn ra. Quá ngon. Rồi, đẹp quá mọi người ơi, chu chàng đẹp. Quá đã luôn. Và bây giờ sẽ là tiết mục cài Samler và gói đàn lại để gửi đi Quảng Ninh cho chú An ha. Và Sang vừa cài đặt xong Samler V18 cho Yamaha SX600. Và bây giờ sẽ test cái đàn đây. Đã quá mọi người. Quá ngon lành thôi mọi người ha. Yên tâm nha, rút bằng cái mu nè, không có chạy đâu. Với bằng mu bằng tay nó không có chạy bèn. Rồi test tiếng chút nha. Rồi ok, qua 4 lớp đâu. Bài nha. Test ra Siro Rock đi. Trang chơi guitarist đi. Gì không? Thật sự là đó bài giờ bài gì Sang cũng không biết luôn. Dạo chơi thôi mọi người. Ok. Cảm ơn mọi người rất nhiều và bây giờ Sang phải gói hàng lại và gửi đi cho chú An ở Quảng Ninh nha. Còn cảm ơn chú An rất nhiều.